thứ quý giá hơn cả áo chống đạn của lính Mỹ trên chiến trường Việt Nam. Ngay cả những thứ liên quan đến tính mạng như áo chống đạn, mặt nạ phòng độc, lính Mỹ cũng sẵn sàng bỏ lại. Song, tấm poncho luôn là vật bất ly thân đối với họ. Tấm poncho có rất nhiều công dụng, đầu tiên phải kể đến tác dụng làm phao. Khi vượt sông, lính Mỹ gói tất cả ba lô, quân trang quân dụng, cột túm lại bởi chiếc áo mưa. Vậy là họ có một cái phao an toàn khi vượt sông mà lại bảo vệ được những vật dụng không bị ngấm nước. Nếu muốn nghỉ ngơi, lính Mỹ thường cùng nhau dựng những túp lều mini. Họ dùng một tấm poncho trải ra làm chiếu, hai tấm căng lên qua một dây dù ở giữa để làm mái che.